Vâng, kính chào các quý anh em nhé. Hôm nay thì hàng vừa mới về thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cây Zippo cao cấp anh em nhé. Đây là cây Zippo, một trong những cây Zippo cao cấp nhất của shop zipmen.vn nhé. Thì đây là thẻ bảo hành của mình, shop zipmen.vn. Anh em mua cây này hoặc là bất kể cây Zippo nào anh em nhé, mà có hỏng hóc thì anh em cứ alo cho mình theo cái số điện thoại này. Đây, thì mình sẽ bảo hành cho anh em. Ví dụ như gãy lưới gà thì mình bảo hành miễn phí cho anh em nhé. Còn nếu anh em dùng lâu, dùng vài ba năm sau mà nó bị mòn bánh xe thì anh em phải thay anh em nhé, thì mình sẽ không lấy phí thay đồ. Còn cái đồ thì anh em sẽ chịu thêm ít cái tiền phí đồ anh em nhé. Cái Zippo này thì bạc nguyên khối anh em nhé, nó đơn giản thôi, bạc nguyên khối, mình nói nhanh cho anh em. Còn đây là cái túi của nó để đựng vào đây, túi này túi nhung. Trên đây cũng có dây hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Cây này là cây Armor anh em nhé, hàng Armor rất là dày. Thì cây Zippo này nó đơn giản như thế này thôi anh em ạ. Đấy, nó có màu trắng, một màu trắng bạc rất là đẹp. Hàng này là hàng bạc nguyên khối, hàng Armor anh em nhé. Vỏ nó rất là dày, thì nó dòng này dòng bóng thì nó có hơi như thế này, tờ mèo như thế này là rất là bình thường anh em nhé. Nó phản chiếu lên cái điện thoại mình, cái máy ảnh của mình màu đen. Đây. Còn đúng như nó thì nó cũng bạc bạc trắng trắng như thế này. Anh em nào chơi dòng bạc khối rồi anh em sẽ biết nhá. Như cây này là chất lượng rất là tốt, khá là nặng, nặng tay, đầm tay anh em ạ, đầm tay nặng. Anh em mua cây này thì mình nghĩ là sưu tầm là hợp lý. Còn nếu anh em dùng thì giữ gìn, chứ không đi hút thuốc lá ngồi cà phê thì nó nhảy mất. Rất là tiếc. Bản lề cây này thì cũng như những cây khác là có 5 chấu anh em nhé, đều tròn kín. Cây này thì cầm xăng tầm khoảng 5 đến 7 ngày. Mình có một anh khách ruột đấy, anh ấy báo cho mình là những cây Zippo của mua tại shop Zipman mình thì cầm xăng tầm khoảng 8 ngày. Đấy, nhưng mà mình cứ hứa với các anh em là tầm khoảng 5 đến 7 hôm nhé. Đấy. Bản lề kín chắc. Mặt sau nó cũng trơn như thế này thôi, không có họa tiết hoa văn gì hết, đơn giản. Tem này, cây này là cây Armor, mộc đáy nó là có chữ Sterling anh em nhé. Sterling là ký hiệu của bạc nguyên khối anh em nhé, ký hiệu cây Zippo bạc nguyên khối, Make in USA. Đây, mình sẽ rồi rõ cho anh em. Tại vì cái cây này nó vỏ nó rất là dày á, nên là nó dập, nó cảm giác nó không sắc nét bằng cái cây mà vỏ móng, vỏ tiêu chuẩn anh em nhé. Cái này vỏ dày hơn, nó dập nó nhìn như thế này. Trên đây có cái khiên chữ A, ký hiệu của hàng Armor. Đấy. Cái Zippo cao cấp như thế này thì cũng hơi cao đấy. Mặt sau nó như thế này anh em nhé. Đây. Thì như cây này không có hàng giả, hàng fake đâu anh em ạ, nên anh em cứ yên tâm về chất lượng. Còn anh em mua của mình thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em nhé, rất là đầm tay. Tiếng kêu đây anh em ạ. Đấy, tiếng kêu đây anh em nhé. Tiếng cũng khá là hay. À, nắp bên trong đây anh em nhé, rất là sáng, dày dặn. Mình thử bóp thử cho anh em xem nhé. Cái này cái Armor khá là cứng cáp anh em ạ. Bạc thì nó mềm thôi, nhưng mà cái này cũng khá là cứng, tại vì vỏ nó dày, nó dày gấp rưỡi lần cây Zippo bình thường anh em nhé, nó dày hơn. Bên trong nó như thế này, đúng một màu của bạc, rất là đẹp, óng. Thực vỏ thì bằng bạc, ruột thì bằng thép chuyên dụng không dí anh em nhé. Hàng đời cây này thì cái ruột nó cũng như những cái ruột khác thôi anh em nhé, như những cái ruột màu trắng khác thôi. Ruột màu trắng này rất là bền luôn. Cổ đá cao này. Đấy, anh em thấy cổ đá cao tròn đều và bằng đồng anh em nhé. Đây. Bánh xe thì cắt xéo này, cắt xéo sâu. Đấy, anh em nào mua thì mình ship siêu đi cho anh em nhé. Thường là những cái hàng cao cấp ấy, là phải cọc trước, nhưng mà với shop Zipman thì đơn giản thôi. Phục vụ anh em thì cứ ship siêu đi cho anh em, hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng nhé. nhưng mà kiểm tra đúng hàng xong rồi anh em nhận cho mình lại được. Hiện tại cây này được shop zipmen.vn phân phối giá là 6.990.000 anh em nhé, 6.990.000, cứ kém 10.000 nữa là đằng 7 triệu đồng ấy. Kích thước nó thì cũng như những cái cây Armor bình thường thôi anh em nhé, rất là đẹp. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh cho mình nhé, và cho mình xin một like. Cảm ơn anh em. Còn anh em muốn xem nhiều mẫu khác thì link Google và chữ zipmen.vn nhé, là ra shop của mình, shop zipmen.vn. Cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này. Kính chào anh em ạ.